là công nghệ mà Super Nano Collagen mà mình đang sử dụng á, hiệu quả như thế nào, chị có thể chia sẻ với cả nhà của mình nhé. Chị lần trước chị có đến rồi, lần này chị đến đây là lần thứ ba rồi. Chị thấy da chị rất là đẹp luôn, khác hẳn luôn, căng bóng đúng không chị? Căng bóng rồi, trắng mịn hơn. Dạ, những cái nếp nhăn li ti thì hầu như là được cải thiện rõ luôn á chị. Da chị hiện tại rất là căng bóng và mướt, rất là sáng hồng luôn. Bởi vì công nghệ này nó làm da mình khỏe nhiều lắm á chị. Vừa khỏe vừa sáng hồng luôn. Bác ơi, bác đi theo liệu trình của chị nè, thì bác có thể chia sẻ với cả nhà hiệu quả như thế nào sau khi mà chị đi đúng cái liệu trình của bác nhé. Thì sử dụng cái liệu trình Super Nano Collagen thì sẽ đưa vi chất vào điểm trên da. Thứ nhất là gồm có hyaluronic acid. Cái đó là hyaluronic acid thuần khiết luôn và đậm đặc luôn, và sử dụng dòng sản phẩm của Thụy Sĩ, và kết hợp thêm vào 14 vitamin này, acid nucleic và một cái thành phần rất là quan trọng nữa đấy là glutathione, giúp làm sáng da, săn và chống lão hóa da hơn. Thì cái liệu trình của chị nhất làm sáng da hơn, lỗ chân lông thu nhỏ lại, các nếp nhăn li ti gần như là đã được cải thiện rất là nhiều rồi, chất lượng da tốt, và làm cho chị cái nét tươi trẻ quá trời. Chị Quỳnh cảm thấy là hài lòng không chị Quỳnh ơi? Chị rất hài lòng luôn, chị có chia sẻ với bạn bè để mọi người đến đây làm đẹp. Chắc là giờ chị đã hết lo ngại rồi đúng không ạ? Thứ nhất là về về thuốc này, về cái thuốc của chúng em, và chúng em sẽ sâu cho mình coi, sâu cho mình coi hết và từ đầu tới cuối luôn đúng không ạ? Dạ, và công nghệ thì rất là rõ ràng, và hiệu quả hiện tại thì nên là yêu chị rất là tốt. Đẹp và quả trẻ quá tốt. Trời chị Quỳnh ơi, đẹp hơn và tự tin hơn nhiều. Mong chị sẽ đồng hành với Vi nhiều lần hơn nữa và sử dụng các dịch vụ của Vi nha. Cảm ơn em nha. Sau này thì mình cũng có những cái công nghệ khác để duy trì da nữa đó chị, nhẹ hơn những công nghệ này nữa. Tại vì mình đã cung cấp dưỡng chất cho da được nhiều rồi, thì mình sẽ có những cái công nghệ nhẹ hơn nữa để mình chăm da đều đặn sau này. Bởi vì chăm da nó là cả một quá trình tận tụy và lâu dài nha cả nhà mình nha. Giống như là chăm sóc sức khỏe vậy đó. Do đó là mình sẽ có công nghệ từ thấp cho đến cao, đi từ trong ra ngoài để mình đẹp được toàn diện luôn. Và mình sẽ duy trì nó nữa. Cho nên là sau này thì tụi em sẽ duy trì để chị của em luôn được mãi là xinh tươi, luôn được trẻ hóa. Bây giờ thì em sẽ mời mình nằm xuống để bác tiếp tục làm công nghệ Super Nano cho mình nha. Dạ, em cảm ơn bác. Bác điều trị cho mình, cho chị tiếp chị bác nha. Đây em mời chị làm số. Dạ, cả nhà mình ơi, ở BB Thanh Mai thì có rất là nhiều những công nghệ để trẻ hóa da. Nghĩa là chăm sóc da thì da mình có rất là nhiều lớp nha. Cho nên là mình sẽ đi từ cái độ sâu nhất như là những công nghệ nâng cơ, Ultraderby, Thermax này. Mình có những cái công nghệ ở trên bề mặt da, ngoài bề mặt da nữa. Như là mình đi cái BAB cũng như là Super Nano Collagen. Mình có cả Vit C để chăm sóc da mỗi tuần sau này nếu như mà da mình đẹp nữa kìa. Mình sẽ có rất nhiều công nghệ. Nên cả nhà mình nếu như mà gặp bất kỳ vấn đề gì về da nè, thì BB Thanh Mai đều có công nghệ để có thể đáp ứng. Cả nhà mình nhớ gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai, đó là 1800 6617, để mình được chăm sóc toàn diện từ trong ra ngoài và mình được mãi trẻ đẹp và mãi thành công luôn nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những cái buổi live tiếp theo ạ.